Ok nha các bạn, mình kết thúc 2 ngày 2 đêm săn cá trôi khủng ở hồ Nổ Le cho các bạn. Kết quả ngày hôm nay đó được nhiêu đó thôi. Thôi mình về với lại má mình đây, má mình nhớ mình lắm rồi. Thôi tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi săn cá ở hồ ở đây nha các bạn, săn cá trôi nha, trôi và cá chép. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trộn mồi câu nha. Đây là mồi, các bạn đổ mồi ra ngoài cái thao này cho mình. Đây là có khoảng là 1,5 kg mồi đó. Đây là mồi câu cá D1 nha các bạn. Các bạn cho vô một ít cho mình. Đó. Không cần cho nhiều nha các bạn. Các bạn dùng tay nè, các bạn đảo đều cái phần lên trước. Rồi các bạn cho vô cho mình một từ 1 đến 2 quả trứng vịt. Đây là trứng vịt các bạn. Một quả nè. Hai quả trứng vịt. Đó. Ok xong. Đây là nước ở tại điểm câu nha các bạn. Các bạn cho vô cho mình. Các bạn vừa cho vậy nè, bạn ở đây các bạn quậy quậy cho nó đều ra. Đó, vừa cho vừa đảo đều. Đó. Vừa cho vừa đảo đều lên. Nó cứ mồi mà người ta nó mà khô á thì các bạn cứ lấy nước tại điểm câu á, các bạn cho vô là ok. Hiện tại bây giờ cũng 6 giờ sáng rồi. Đó, mình mới vượt mới dậy xong. Đó, đi săn hàng nãy dậy các bạn à. Săn hàng là phải đi sớm, đi xiên. Rồi hy vọng được đục được hàng to để quay cho mọi người xem. Đó. Để lấy thêm nước nữa, nó hơi khô. Đây, các bạn cứ chế nước vô. Đảo đều lên. Vừa chế vừa dùng tay đảo. Cho mồi chúng ta nó thấm nước và nó nở mồi ra. Mồi ta nó có độ dính, mồi ta rất là cứng nha các bạn, cứng và nhanh dễ tơi nha nè, mồi tơi ghê lắm. Rồi ok, như vậy thì đã xong rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi mà thay mồi cho cái dàn cần câu của mình nha, và chờ đợi cá nó ăn nha các bạn. Ok.
Chắc là có kéo là một ngày chắc mấy, chắc mấy dính, chắc mấy đúng không? Chắc mấy sống đây mẹ rồi, sống mấy ngày sống đây luôn. Định nó cái chơi nha, ở cái Mỹ mà cái chơi ha. Ok nó quái này, nó dạy luôn cái chơi. Yeah, qua dính con chê mà. Chê nó rồi mà bự luôn nè, nhỏ đâu cái gì. Con đầu tiên các bạn ơi, cá tre nè. Đây. Cám nha các bạn. Được con có tre đầu tiên nha các bạn. Nó ăn rất khôn nha, cho nó ủi ủi hai ba phát là coi như nó được lên bờ. Và thấy chưa? Dính mỗi con râu nè, đó, đâu dính miệng đâu. Nó ăn khôn mà nó ủi mà. Con tre này cỡ nửa ký á. Ok nha các bạn. Con đầu tiên nha các bạn. Được một em cá chê. Bắt nó không được nè. À. Ok nha các bạn. Cá chê tiên nha các bạn. Có cá các bạn ơi. Nó kéo con gần. Dính các bạn ơi. Mày dính đi các bạn. Chà bá luôn nè. Cái không cần nổi phải. Đã chưa? Ok nha. Ok nha các bạn, mình kết thúc 2 ngày 2 đêm săn cá trôi khủng ở hồ Nổ Le cho các bạn. Kết quả ngày hôm nay đó được nhiêu đó thôi. Thôi mình về với lại má mình đây, má mình nhớ mình lắm rồi. Thôi tạm biệt các bạn nha. Các bạn hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ đam mê cá các bạn. Về cho má vui. Về má mình đây. Về cho má vui.